À, chắc bạn nay ngày 23 tây tháng 1 tháng 2 ha, 23 tây tháng 2 mùng mấy ở dưới đó, như 10 13 rồi, nay 13 ở dưới rồi. À, ghé lại vườn của thằng bạn mình, thằng Thái bạn mình, để coi coi cái trái các bạn hỏi hôm rồi là trái nó như thế nào rồi, rồi lá nó làm sao ha. Thì hai vấn đề mà các bạn đang quan tâm, nhưng mà trước mắt mình coi trái cái đã để mình hồi coi dàn lá sao. Thì dàn trái của ông Thái nè, bữa nay á hôm rồi là mình đứng chỗ này mình quay cái dàn bông nè, bữa nay thì trái nó như thế này trơn nè bạn. Trái nó đẹp lắm, với mình là mình thấy nó đều đặn, nó đạp như thế này, nó nay nó bắt đầu chạy trái rồi, trái cỡ ngón tay dần nè. Trái này thì tầm khoảng 10 ngày nữa mình cho cái phân ha, 10 ngày nữa cái phân. Còn về nước tưới á, nước tưới thì ngày tưới ngày nghỉ ha, nhưng mà để mình quay camera trước lại cho các bạn coi hết cái cây luôn, chứ để coi cái trái này không, cuối quay cái mặt một chút, để video clip này bản quyền của mình, mọi video clip có mặt của ông Thái đều là bản quyền của ông Thái, để không xâm phạm các bạn ha. Nói chơi thôi. Đây. Đây các bạn, đây là dàn trái của ông Thái hiện tại ở thời điểm này. Đó, nó như thế này hết rồi. Trái bữa nay chạy ngón tay trơn rồi. Ngón tay không gọi cái chùm bông chỗ này các bạn, mình quay nè. Các bạn nói là bò chỉ đó các bạn nhớ không? Bò chỉ. Thì nó mình đâu quan tâm đâu, mình đâu cho phun thuốc bò chỉ. Nè, quay những chùm khác nè. Đó. Món thon nha các bạn. À, cây này cái món thon. Đó. Rồi, trái khác nè. Vườn này sau này những cây của ông Thái này nó còn hơn cây của chị Xiên ở bên cái sơn nữa. Nó còn hơn ở bển nữa. Đó các bạn thấy không, giờ nhìn nó ngược nắng, nó hơi chá chá ha. Đó là về cái dàn trái, để đi vài cây nữa đi, vài cây nữa cho các bạn coi. Thì dàn lá nè, giá mấy cây này thì còn im gu ngon lành, chưa có xi nhê gì hết ha. Trái của cây này nè, đó trái cây này mình hoặc kết lại đó, thì trái bữa nay cây này cũng y chang cây bên kia, không có vấn đề gì hết đó. Nó cũng y chang này nè, đó các bạn thấy đều đặn hết trơn rồi ha. Đó, nó đều đặn hết. Còn dàn lá bên này á, thì cây này nó không có ra lá, không gọt phun boro của Pháp á. Vườn này cây này không ra lá phun hai lần nè các bạn. Vườn này hiện tại nó không ra lá. Để mình đi qua cây kế bên. À, tất cả các cây trong vườn thì món thon á, bữa nay trái cứ cỡ ngón tay ngón tay trơn rồi. À đúng rồi, không gọt thằng này nó có ra đọt này các bạn. Đây, các bạn thấy dàn lá nè, nó lụa các bạn thấy không? Nó bung lá nó lụa rồi nè. Chứ nó đâu còn búp búp nữa. Nè, nó lụa lá luôn rồi nè. Đó, nó lụa lá luôn. Nó lụa lá nha, mà cây vẫn đậu trái bình thường nhé, nó bung lá rồi. Cho nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng khi mà đọt nó đang ra, đi bộ đôi này ha, bộ đôi của Pháp. Thế rồi, đó là một cái cách về cái mô nè. Mô nha, ngày cách ngày tưới lần, chứ không phải tưới tầm tã giống như lúc bông ha. Đó, đọt nó ra hết trơn rồi, nó lụa lá. Mình đi qua vài cái cây mà hôm rồi mình có quay cái dàn bông tuyệt vời lắm, thì bữa nay dàn trái nó cũng tuyệt vời. Cây nào nó cũng như nha các bạn ha, nhìn là đi không nổi đâu, thì cứ định kỳ thôi. Còn quên các bạn sao hỏi mình, trái cỡ này phun thuốc gì nữa Thái nè, trái cỡ này phun thuốc gì nữa Thái. Đây trái nè, chùm trái trên nè, đó trái này các bạn hỏi là trái cỡ này phun thuốc gì nữa Thái ha. Thì đương nhiên trái này phải phun thuốc gì, thuốc sâu ha. Thời điểm này sâu. Cái thứ hai chống rụng trái đó. Đó, cái hai cái quan trọng nhất, sâu và chống rụng trái là những vấn đề cần thiết ở thời điểm này. Đây, cái chùm hôm rồi mình đứng mình cũng quay nữa nè. Bữa nay nè các bạn, nó chạy trái nè. Hơi chậm hơn ha. Hơi chậm hơn. Ở trên thì nó nhanh hơn. Đó. Tuyệt vời. Với mình là mình thấy tuyệt vời, lúc này là rảnh thì đi tỉa mấy cái trái đeo bớt rồi nè. Tỉa mấy trái đeo cho nó khỏe cây. Nó tập trung nó nuôi những cái trái bự. Dàn lá, hôm rồi cái cây này nè nó có búp đọt. Mình quay không gọi cái cây nè. Các bạn coi nè, nở lá cả trơn à. Không thấy đâu có lừa đảo. Đứng chỗ này thì quay chỗ này nha, nè, đứng xa xa ra để nó thấy quay cây khác. Đứng cây nào thì quay cái đó nha, không gọi quay cây này thì quay cây này nè, lá không gọi nè, phun bữa nay nó lụa trơn. Nhưng mà có hai trường hợp, một á là nó nhú đọt như của con Thái rồi thì mình cho ra luôn. Còn trường hợp số 2 á là nó mới vừa nhóm thì mình sẽ chặn đứng lại. Tùy trường hợp hết các bạn, chứ không phải cái nào nó cũng đi một bộ giống nhau. Cho nên các bạn mình khai kêu các bạn gửi hình qua cho mình coi tham khảo với rồi mình tư vấn cho. Đây những chùm bông không gòn mình đứng mình chụp cái bộ đôi nè. À, bộ đôi phun lá nha, nhưng mà bông thì bữa nay như thế này. Vườn này phun gì? Vườn này phun bộ chạy trái dưỡng trái của thằng Thái để đạt kết quả như thế này. Của kỹ sư Thái ha. Thuốc của kỹ sư Thái. Thuốc giả không à? Thuốc giả không ha. Cuốn mập dài sọc mà vẫn đậu bình thường. Đủ trái rồi. Ở quên ở trên nè, trời ơi trời. Ở trên nè. Đó. Giờ này nhìn không đã các bạn. Trời ơi nó tối nó còn nhỏ lắm, mới móng nó bự lên cỡ bằng bắp giò rồi, nhìn trời ơi, tuyệt vời lắm. À còn quên nữa. Còn cái cuốn vụ đen đen nè.
đừng có phun hút gậy các bạn. Cú đen đen này dịch tiết từ từ mật nó ra thôi, cho nên bình thường kệ nó, đừng có phun. Phun chi tốn tiền các bạn, mang lợi nhuận lại cho đại lý. Túi tiền của các bạn phải giữ ổn định đi ha. Cho nên mình cũng không ham lấy tiền của các bạn làm gì, mình bán cho các bạn đủ xài để có kết quả, mình không ham bán nhiều, bán đủ cho các bạn xài thôi ha. Còn về dàn lá, dàn lá, lá thời điểm này còn phải phun gì ngoài lá, và dàn trái phun cái gì, mình sẽ chia sẻ cú video clip cho các bạn tham khảo. Gà gãy phân gì và khi nào gãy thì cái đó là vấn đề về sau ha. Nè, ngày cách ngày tưới nước lần, đất vẫn vô ấm đồ bình thường. À, lá phun hút gì và về cái bông ổ lồn mình. Rồi các bạn, về các bạn đã thấy vườn của ông Thái bạn mình, hiện tại nó đã như trái cỡ ngón tay trở lên. Thì bây giờ là cần vấn đề gì thì mình phun hút vô trong trái để cho trái này nó chạy trái lên cho đẹp, cho tròn trái. Nhưng mà thời điểm này thì chưa đưa bồi dưỡng gì mạnh, cũng chưa đưa hút sâu gì nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất là dưỡng trái ha, dưỡng trái cho chạy trái lên cho đẹp, bởi vì trái cỡ ngón tay cái thì mình làm mình phun một củ thuốc nữa để cho mình ngón tay cái thì mình hiện lên cỡ ngón giò, là cỡ gọi mấy trứng gà, cỡ cái trứng gà, cỡ cái trứng cút, là coi như là đạt. Thì cái mẫu thuốc mà mình đang tư vấn cho thằng bạn mình, đưa cho bạn mình xài á, là ba thứ. Thứ nhất á là cái thằng Inurin, Inurin của Pháp. Thì ra Inurin nghe nó là lạ, cho cái này là amino của Pháp, amino là thành đặc của Pháp ha, nhập khẩu nguyên chai về. Đó là một cái. Thứ hai nữa đó là cái hạt multi-te cung cấp chung di lượng, combi di lượng, những cái thiết yếu cần thiết để làm cho trái thành da thành nhỏ từ thời điểm này cho đi. Rồi một cái nữa là cái hàng quality này ha, quality đó là canxi và magie để làm cho không bị, nó làm cho chống rụng trái non, không rụng trái non, chống rụng trái non. Rồi về cái hàng nước cuốn, dai cuốn ha, đó ba cái hàng chung với nhau. Thì mình sẽ ghi lên trên mạng cho các bạn theo dõi cái phần trái và phần lá. Thứ nhất là về phần trái, phần trái đơn giản, về phần này là phần lá. Phần trái là mình đi cái Inugin với cái liều là 125cc tới 200cc cho 200 lít nước. Tất cả liều này đều 200 lít nước các bạn ha. Đó, Inugin. Inugin này là gì? Nó là amino acid tinh chất từ thảo phiển của Pháp ha, của Pháp nha, chứ không phải hàng nội địa. Mà cái này là thảo phiển từ dưới biển đem lên tinh chất, cho nên gần như không có độc hại gì hết. Nếu các bạn mà gọi là tăng liều lên chai này thì nó cũng không có tác dụng gì, cho nên mình khuyến cáo chai này chúng xài đúng liều dùng mình, 125cc tới 200cc cho một phi 200 lít nước, phun trực tiếp vào trái. Nó làm cho trái mình từ nhỏ, trái nhỏ nó đẩy trái lên cho đẹp, mau lớn, mau lớn, chứ nó mà thẳng thẳng là coi như là hô luôn đó. Rồi cái giá của chai này á là 310.000, mình ghi giá dưới này luôn là 310k ha, là cái giá của chai này đó các bạn. Rồi một chai này xài từ 400 tới 800 lít nước tùy theo tình hình mà xử lý, từ sử dụng. Chẳng hạn như vườn của bạn mình đưa cho nó 800 lít nước, bởi vì trái của nó đậu nhiều, trái ngon. Rồi thứ hai là cái hàng quality này. Cái quality này á, thật ra nó là cái hàng canxi và cái magie, nó giúp cho xanh da xanh trái cộng chung với chống rụng trái và nước cuốn, cái trầu viên nó hay cuốn và rụng trái non. Thì cái chai này á, mình đi là một chai cho một phi, một chai là 250cc và giá chai này á là 75.000 cho một chai, 75.000 cho một chai hàng nhập của Ý, không thành phát, nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam các bạn ha. Duy nhất hiện nay trên thị trường hàng này có thành phần dinh dưỡng là canxi và magie cao nhất, với tỷ trọng 1.9 và hàm lượng canxi là 20% và magie của nó là 15%, tỷ trọng 1.9. Rồi cái số 3 là cái hàng về multi-te. Multi-te mình có lặp lại rất là nhiều lần ở những cái clip khác. Multi-te nó thật ra là cái combi thôi chứ không gì hết, thì nó chỉ là combi, nhưng mà nó ở dạng combi dạng nước. Nó là combi dạng nước duy nhất trên thị trường hiện nay, hàng này có combi ở dạng nước và hấp thụ gần như hoàn toàn. Một chai này mình xài cho 200 lít nước và giá của nó là 70.000. Rồi cái bộ phun vô trong trái chỉ đơn giản ba sản phẩm này ở thời điểm này ha. Rồi sau khi trái coi chúng ta sẽ có một sản phẩm khác nữa cho hợp lý. Đây là một sản phẩm gọi là chạy trái và đậu trái, thời điểm này vẫn còn thời điểm gọi là chạy trái cho lẻ lớn nha các bạn. Rồi còn về cái phần phun ngoài lá thì các bạn thấy lá của ông Thái này có bị vấn đề về cháy lá nhẹ nè. Thứ hai là nấm hồng nè, nấm rồng á, nấm rồng đó là hai cái. Thứ ba là nhện, mùa này mùa nắng ở đâu cũng có nhện hết, không phải riêng vườn Thái bạn mình có mà vườn ở đâu cũng bị hết, gần như là từ miền Đông đến dài xuống Đắk Lắk, Lâm Đồng, Buôn Mê ở đâu cũng bị nhện. Thì cái sản phẩm mình đang tư vấn cho bạn mình là gì, là xài cái Vitac này, sản phẩm đặc trị nhện, sản phẩm đặc trị nhện ha, đặc trị nhện và chiến nhện và bọ chỉ, cho nên chỉ cần một chai này là đủ. Thì cái phần này là phần lá, phần lá này á là thứ nhất là về nhện, bọ chỉ,
là diệt cả trứng. Cái quan trọng nhất của sản phẩm này, cái hay á, là diệt cả trứng, mà hiện nay trên thị trường rất ít sản phẩm làm được trứng nhện vậy các bạn, chứ không phải trứng gầy. Nó diệt cái trứng, giá là 130.000 một chai, một chai xài trong một phi, tên là Mitac 20oc, 130.000 một chai bằng 200 lít nước là mình đang bán sản phẩm này. Mitac hàng nhập khẩu của Nhật Bản, Arista. Arista là công ty cũ, nhưng bây giờ là công ty UL á, công ty Arista đăng ký và công ty UL phân phối các bạn ha. Rồi đang cái sản phẩm mà về cái hàng nấm hồng và cái hàng đốm lá, cái đốm lá với lại cái lá thì mình đang đi cái phần kỹ thuật của mình, đó là đi một cái men tút nhân xăm cây trồng và cái nước cùi hay một chai và hai gói là cho 200 nước. Giá chi phí bộ này luôn là 213.000. Nó làm được cái gì? Nó làm được gần như là toàn những các bệnh hiện nay về cái nấm hồng, gần cái giấy lá, gần cái xương muối, về cái nấm thư, các gần và những cái loại bệnh khác, những cái dòng khác, nhưng mà mình hiện tại mình đang đưa cho bạn mình để xử lý. Nhưng mà ngoài cái vấn đề về cái xử lý nấm hồng với giấy lá thì cái hàng men tút này nó là nhân xăm và nó có trong này có một cái thành phần là chất khác, nghĩa là sao? Nghĩa là nó vừa trừ bệnh và nó kích kháng, nó phục hồi cho cây để nó giữ lại cây này nó khỏe, để nó nuôi lại cái trái. Ví dụ như cây các bạn đang có trái cỡ bằng cùm tay hay là đang xuống nhẹ nhàng nó bị cháy lá thì nó sẽ bị những cái số trái đó đi, nhưng mà mình đi cái men tút này nó kịp lại. Thì cái bộ giải pháp thì tên là giải pháp cháy lá của mình đi là giải pháp là cái hàng cháy lá, thì mình đi cái men tút đi chung với ghi đông nhật một chai và hai gói 213.000 các bạn ha, cho 200 lít nước không hề rẻ, nhưng mà tác dụng nó cực kỳ khác biệt. Tại vì cây này đang bị cháy lá rồi không thể đi bồi dưỡng được, cho nên cái bộ này là giải pháp tuyệt vời nhất. Thấy các bạn, rồi cái đó là về trong trái và ngoài lá, còn về phân bón thì mình sẽ chia sẻ sau, bởi vì thời điểm này chưa gây phân. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, mọi chi tiết xin liên hệ cái số điện thoại của kỹ sư Thái để trên màn hình 0986 550 899.